Superman có sức mạnh siêu phàm để đánh bại mọi kẻ xấu, là chỉ huy của đội chiến binh vĩ đại. Với cái nơ này, ta có năng lực nghe cả các sóng siêu âm và thấy mọi vật ở xa, thiệt là xa, đến mấy chục ngàn km. Si, có thể nhìn thấy tới nước Mỹ không? Ta sẽ chở nàng đến nước Mỹ bằng phi thuyền vượt không gian này nha. Ta đi trượt băng và làm ông già tuyết đi. Cho mình đi với, mình thích trượt băng, mình đi với. Được, mong ước của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn trở thành chiến binh. Mình đây là chiếc khiên siêu cấp của mình, có thể đỡ mọi đòn tấn công. Chiến binh bụng bự sinh ra mắt. Ngày hôm nay, chúng ta là những siêu anh hùng chuyên tiêu diệt kẻ xấu. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Ủa? Tiếng gì vậy? Đề phòng có kẻ xấu. Kẻ xấu ở ngay trong này. Được rồi, ta sẽ bắt kẻ xấu này lộ diện ngay lập tức. Không phải đâu, bụng mình sôi đó. Cứ mỗi khi bị đói là nó phát ra âm thanh này à. Chúng ta cần phải nạp năng lượng trước khi chiến đấu chứ đúng. Được, vậy tất cả siêu anh hùng cùng tiến vào phòng nạp năng lượng. Tất cả tiến lên! Tiến lên! Đây! Tất cả dừng lại, chúng ta đã đến kho nạp năng lượng rồi. Có một cái bánh kem siêu khủng dành cho chúng ta. Nhanh đi, mình đói quá rồi. Thôi chết rồi, chiếc bánh kem nó không còn nữa. Có lẽ kẻ xấu đã lấy mất bánh kem năng lượng của chúng ta rồi. Thôi không, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng. Đúng vậy, ai đã cả gan làm điều này? Nhìn kìa các bạn, chúng ta đã phát hiện chứng cứ. Đi thôi nào các bạn. Phải nhanh lên, nếu không thì kẻ xấu sẽ ăn hết chiếc bánh mất. Nhìn kìa, kẻ xấu đã để lại sơ hở. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết để lại này. Nhưng các bạn ơi, nhìn kìa, sàn nhà của chúng ta đã bị chúng nó biến thành nham thạch. Phải tìm chỗ cao để tránh đi thôi. Tất cả nhanh lên, không còn cách nào đâu. Hãy đứng lên đến mỏm đá thần ở đằng kia. Không thôi, nham thạch sẽ đốt cháy chúng ta mất. Không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây bởi nham thạch. Có nghĩa là chúng ta đã bị kẹt ở đây. Mình không biết đâu, mình muốn về nhà. Nào chiến binh bụng bự, đừng nhục chí chứ. Giờ phải tìm kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng đã. Nhìn kìa, cuộn bánh kìa, tên kia đã để lại dấu vết. Chắc chắn tên đó đang ở trên cây sồi vĩ đại. Nhưng làm sao thoát khỏi đây? Chúng ta đã bị nham thạch bao quanh rồi. Mình biết rồi, hãy sử dụng chiếc khiên không thể phá hoại của bạn để tới được chiếc thuyền cứu hộ kia. Cố lên chiến binh bụng bự, mọi thứ trông đợi vào ngươi cả. Tuyệt vời, chiến binh bụng bự. Giờ thì chúng ta hãy tiến thẳng vào sao huyệt của bọn chúng. Tiến lên! À,
Nhìn kìa, vụn bánh dẫn vào căn phòng kia. Chúng ta hãy cùng nhau vào xào huyệt, bắt lấy kẻ cắp. Đợi đã, cửa căn phòng này có độc, chúng ta không thể xông vào được. Chắc chắn đó là kẻ đã lấy bánh kem năng lượng của chúng ta. Mình đếm 1, 2, 3, cả bọn cùng nhau nha. Đồng ý. 1, 2, 3, xông lên. Hả? Thì ra là ba hả? Ba đã lấy bánh kem của tụi con hả? Ừ, đúng rồi. Lúc nãy ba đọc sách đói bụng quá, cho nên lấy bánh trong tủ lạnh lên ăn. Vậy mà nãy giờ bọn con tưởng là đang đi bắt tội phạm đó. Và sau đây là phần thi của bạn Đốm. Khi chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc la xe, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quá ngon, Đốm hát hay quá. Ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tai to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý? Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nó về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn, cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Bạn quên rồi sao Tai to? Vườn nhà Đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, leo leo. Leo 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 leo. Đốm, con nhìn nè, quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy? Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng.
đốm. Ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây, con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao cây lớn cây xanh, lòng mình quá vui. Cây ơi sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi khát nước quá, khát quá đi mất. Rồi sao nữa hả đớm? Dạ con không chăm chúng nên chúng nở. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Sao giờ này mà vẫn không thấy đốm đâu? Mình mỏi chân quá à nè, bụng mình lại còn đói nữa. Có thể đốm xảy ra chuyện gì thì sao? Ừ ha, mình qua nhà đốm đi. Đốm ơi đốm, bạn có ở nhà không? Đốm ơi đốm, bạn có ở nhà không? À, tao to bụng bự, hai bạn vô đây. Đầu nhức dữ không? Người có sốt không? Mình không cần ngồi dậy đâu. Ừ, đốm mệt nằm nghỉ là tốt nhất. Hai bạn có bị ấm đầu không vậy? Sao tự nhiên tới đây rồi phán tùm lum vậy? Làm sao sáng nay không ra sân bóng? Thì làm biết. Vậy sao bạn hẹn tụi mình? Thì hẹn có sao đâu, cứ để bạn bè chờ vậy hả? Thì mấy bạn cứ chơi đi, chờ mà làm gì? Vậy sao không nói cho bọn mình biết? Mình phải chờ đến 2 giờ, bụng nói meo rồi nè. Các bạn đúng là khờ thiệt, ai biểu chờ? Bạn đúng là cái đồ vô trách nhiệm. Chơi vô trách nhiệm nào, không chứng đời này, xấu tính là cho chết nè. Mấy bạn la cho mình đi. Lần này tụi mình tha cho bạn, bạn làm cho tụi mình chờ và lo cho bạn rất nhiều. Vô trách nhiệm quá, mình không thèm chơi với đốm nữa. Mẹ ơi, đưa đốm đi gặp bác sĩ. Con bị sao vậy? Con bị bệnh hả? Con thấy đau ở đâu à? Sắm đó. Hôm nay mình được cô giáo khen đó, vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bé màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao đốm không chào bác bò vàng? Tại bác bò vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bị dẻ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt đốm và bụng bự nha, mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi gì cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên, thôi để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Thank you.
Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Thằng ranh con, ngươi đừng hòng đuổi kịp ta. Tôi chạy ông nội nữa, đại tỷ. Tên mặt vô dụng này. Khỏe rồi, không phải chạy nữa. Đáng đời hai tên trộm kia. Thì ra là mơ. Thật tiệt nếu như là... Ta là chàng cao bồi, thích tiêu diệt kẻ xấu. Ui da, ai đứng không nhìn đường vậy? Sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Ở đâu có kẻ, ở đó có đốm cao bồi. Wow, chàng ai quá. Công chúa thay ta có thể theo chàng không? Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài về vấn đề ẩm thực ạ. Xuất phát nào. Vì chính nghĩa, vì gian tà. Vì chính nghĩa, vì gian tà. Các ngươi đừng sợ, đã có ta. Sườn xào chua ngọt cho con thú này xơi đâu. Ta sẽ trọng thưởng nếu chàng thuần phục được nó. Tất cả lui về phía sau. Ây da. Hả? Nón của ba mình. Trả lại nón cho ba ta. Ta đã chiến thắng. Nó chết rồi hả? Không sao đâu, nhưng chúng ta thả nó ra nha. Không. Trễ rồi, mình về thôi anh. Tìm thấy con chưa anh? Vẫn chưa thấy nó đâu hết. Có khi nào con nó bị bắt cóc không anh? Không có chuyện đó đâu, em đừng lo quá. Chắc là đốm chỉ ở đâu gần đây thôi. Mình đi tìm tiếp nha em. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu? Con sợ đi lạc lắm rồi. Sao đốm đi học về mà không chào ba vậy con? Dạ, thưa ba, con đi học mới về. Ba ngoại bị bệnh, cho nên mẹ con qua chăm sóc cho ba mấy ngày. Thôi, con lên cất tập rồi phụ ba nấu ăn nè. Dạ. Hai cha con mình sẽ vất vả rồi đây. Con mời ba ăn cơm. Mặn quá ba ơi. Thôi, con ăn món khác đi. Ba ơi, canh chua quá. Không có mẹ ở nhà thiệt là khổ. Thôi, ráng đi con. Ngày mai chắc chắn ba sẽ nấu ngon hơn ha. Dạ. Bây giờ ba phải đi giặt đồ, đốm đổ rác giúp ba, rồi lên dọn dẹp phòng của con luôn nghe. Dạ. Ừ.
giờ mình đã biết hàng ngày mình phải vất vả như thế nào. Thương mẹ quá. Từ hôm nay trở đi, mình hứa sẽ cố gắng giúp mẹ làm việc nhà. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Như ma đuổi vậy tay to. Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ. Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế. Nắp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu? Ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả Đốm? Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phái gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Quá phụ tay to đi. Tay to, để mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà chồng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nghe heo. Ồ, ghê. Không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn. Mình sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đốm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. Hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ bạn mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn ở tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây. Mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Được, mình sẽ chống mắt lên xem. Sao rồi Đốm? Người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè.
con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi, nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất cô này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, có muốn nói với con kiến không? Thôi, mình chịu thua. Thôi, đừng buồn. Mình nghĩ qua chuyện này, ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đớm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình hiểu, rồi. Dữ quá vậy, mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè, mà nắng dày chắc chảy hết mỡ quá. Cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai, chắc là của ông Mặt Trời nè. Ê bụng bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó, bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà, để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ con với? Ông Mặt Trời ơi! Thì ra, bụng bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ, con xin lỗi ông. Sau này, mà lượm được của rơi, thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Anh em xếp hàng ngay thẳng nào. Này anh bên gì kia, xếp hàng cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi ba hơi là bay cao 15 mét, quýt còi hai cái là bay vừa 10 mét, quýt còi một cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Bỏ biên, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi.
hãy giúp mình tìm Thỏ Nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được Thỏ Nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. À, vậy hả bạn? Ừ, tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để bay đi chơi đó hả? Bạn hắn đi sếp lão. Thưa sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Minh Nhị đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Minh Nhị, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm Thỏ Nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì vậy ta? Hãy ghi điều ước và xé tôi đi. Kỳ lạ thiệt à. Không biết là cái sách vé điều ước đó là có thật không ta? Hay là mình ước thử xem sao? Lỡ nó có thiệt thì sao? Xe đồ chơi loại mới. Đúng rồi đấy con. Cầu được ước thấy. Thích quá thích quá. Yeah. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao mẹ, con sẽ giúp mẹ cả một xé củ cải luôn. Ở đâu mà nhiều củ cải vậy nè? Trời ơi, cứu tôi với! Có chuyện gì mà hôm nay đốm vui vậy? Tí nữa hai bạn qua nhà mình chơi, mình có cái này hay lắm đó. Cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá. Thích quá, con búp bê đẹp quá à. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu bạn có mấy thứ này vậy? Là nhờ có sách vé thần kỳ này. Nếu bạn muốn có thứ gì chỉ việc đi vào đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn, bánh kem, sô-cô-la. Mình muốn có một đôi giày trượt patin xịn nhất. Mẹ bị sao vậy mẹ? Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu mất. Mới hồi nãy quá trời, mà bây giờ thì trời. Nhà có trộm á mẹ? Không phải là trộm đâu. Mẹ đang mở tủ tiền ra định lấy tiền thì tự nhiên nó biến mất trước mặt mẹ. Lẽ nào là... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Hả? Thì ra là Đốm đã mua hàng mà không biết. Tưởng đâu được ông Phục cho điều ước chứ. Đốm, tại sao cô dám mua một đống đồ chơi công nghệ mà không xin phép mẹ? Con sẽ biết tay với mẹ. Quý rồi, mẹ mình lên. Giờ sao đây? Cầm cái kế, trốn ra thùng xanh. Wow, bình gốm đẹp quá. Bạn mua ở đâu vậy Đốm? Ở dưới đất này, mua không có đâu. Bình gốm này là từ sau kim đó. Chỉ có một bình duy nhất thôi. Cho mình xem với. Trời ơi. Đốm ơi, cho mình xin lỗi. Khoan đã, có cái gì nè? Một cái bản đồ có chỉ đường nè. Có khi nào là bản đồ kho báu không? Hả?
chỉ có một cách để biết. Đi lên, hành trình tìm kho báu vũ trụ. Bây giờ mình đi đường nào hả Đớp? Mày có giùm mình đi. Đường đi không khó lắm, nhưng mà ở đây ghi là cẩn thận nguy hiểm nè Đớp. Đi tìm kho báu tất nhiên là phải nguy hiểm rồi. Chuyện gì vậy? Các cáo đang đi tìm kho báu chứ gì. Ê trời, hải tặc kìa Đớp, mau chạy đi. Nguy hiểm quá à, mình về thôi Đớp. Không được, tới đây rồi thì phải lấy kho báu cho bằng được. Nhanh nhanh, chú kia, bọn hải tặc. Chạy đâu lẹ lẹ hả mấy chú em? Ta đã sớm biết nơi này chứa kho báu rồi. Vậy tại sao ngươi không đi lấy đi, còn bắt bọn ta làm gì? Vì hòm kho báu chỉ mở ra cho những đứa trẻ ngoan, mà ta thì chắc chắn không phải là trẻ ngoan rồi. Nãy mình làm bể cái bình, lại tham ăn tham ngủ nữa, chắc chắn không phải trẻ ngoan rồi. Mình để các bạn vào tình huống nguy hiểm vì ích kỷ cá nhân, chắc chắn không phải trẻ ngoan. Mình hả? Mình không muốn bỏ tí nào. Ý, là ông Bụt. Ta hy vọng qua hôm nay các cháu đã có được bài học cho chính mình. Tự nhận thức bản thân chính là một bài học quan trọng. Chiếc hộp kho báu chỉ là một thử thách để cho các cháu nhận ra được bài học này mà thôi. Quả là một chuyến hành trình thú vị. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ, la 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó, gần tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà nha chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ hết đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan mà dám dạy đời tao hả? Các ngươi
nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người đơn thiện. Mẹ, mẹ, chiều nay mình đi siêu thị nha mẹ. Đi siêu thị làm gì con? Mẹ đã mua tất cả đồ ăn trong tuần và hôm qua rồi. Nhưng con muốn đi siêu thị nữa mà. Sao hôm nay con siêng vậy ta? Con muốn mua đồ chơi mới thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đồ chơi của con có nhiều lắm rồi mà Đốm. Đâu có đâu. Con chẳng có gì để chơi hết á. Vậy mấy cái này là cái gì đây? Nhưng mấy cái này cũ kỹ hết rồi. Con thích đồ chơi mới thôi. Mẹ không mua cái gì hết. Con dọn dẹp đồ chơi lại ngăn nắp cho mẹ. Biết mấy món đồ chơi này quá. Vừa xấu xí, vừa chán nữa. Mình không thèm chơi nữa. Mẹ không cho con mua đồ chơi mới thì con cũng không thèm chơi nữa. Con bỏ hết rồi đó. Con bỏ thì mẹ sẽ gom hết đồ chơi của con cho hội từ thiện. Biết bao nhiêu bạn nhỏ vùng sâu vùng xa còn không có đồ chơi kìa. Chúng ta phải xử lý hắn sao đây? Còn sao nữa, hắn đối xử với chúng ta như thế nào thì giờ hắn phải đền tội như thế đó. Yeah! Sao? Các ngươi muốn làm gì vậy? Thả tôi ra. Ba mẹ ơi, cứu con với. Các bạn bình tĩnh. Các bạn muốn làm gì? Các bạn ư? Nếu đã là bạn thì không quăng tôi đau điếng hư hại khắp cả người thế này. Em nữa nè, rớt cả tay luôn. Cái gì té dập tới cái mũi nè. Tôi thì chống đầu đến chống hết cả mặt. Các anh lần lượt xử lý đi. Em sẽ đánh bài khúc tiễn phúc với các bạn nhỏ mới. Chiêu Tường. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu Bí. Không chơi nữa. Chơi gì kỳ vậy? Tức quá. Xíu nữa là thắng rồi. Úi da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đồi với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu. Một lát về, bạn xin lỗi tao là được. Tại tao không có giận dai đâu. Ha. Mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bong bóng. Nhưng có gì gấp lắm đó. Vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ủng tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi Đốm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình không quan tâm. Chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, anh nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi. Không biết có ai bị thương không nữa. Ôi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên nó gây ra tai nạn cho mọi người.
con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá, nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả Bụng Bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi. Mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dưa của đớm mọc rồi nè. Bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ, chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao, sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả Bụng Bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua, mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm, chân không lại nên mày cho đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như Bụng Bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Bum 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 yeah. Bum 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 bum. Chúng em chào cô ạ. Bum 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 bum. Chạy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc quá. Mình đi thử đi thử. Bụng Bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như Bụng Bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau.
chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè, rất 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 nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có đang nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Ồ, hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mấy đứa. Yeah, lên là lên là lên là lên. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó Bụng Bự. Còn lỗ tai nhức là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình. Thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớm đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớm tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3 cười lên nào. Chu môi xì tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À Bụng Bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á tay to, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ây, à. À, đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình, mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy. Thân cây trường trị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn khắc thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nhé, lần sau mà còn dễ bậy ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Một ông sao sang, hai ông sang sao, ba ông sao sang, sang chiếu luôn ánh sáng. Trên trời cao. Tại mình còn nhỏ, từ từ mình sẽ sáng như mọi người thôi. Ngôi sao sinh ra là đã sáng rồi. Đúng rồi, đồ thừa.
cái mỏ đi cho rồi. Sao mấy bạn lại nói vậy? La 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 la. À, lỗ bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hấn hủi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là tiền lệ đầu tiên của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt xóa nhỏ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá à. Nấp vào cái đám mây này đi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Wow, thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì, khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi, thầy xem giùm thằng con nhà tôi. Sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à? Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được, tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được. Không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tai của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tai này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Còn tôi khỏe mà người khác phải mất tai
thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Hừ, đi đây. Ôi trời ơi, con tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa. Cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ. Chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy, bay cũng không nổi nữa. Đốm ơi Đốm, là mình nè, bụng bự nè. Chíp 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 chíp. Cái con chim mập này cản đường cản lối quá, tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đốm không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi trắng câu. Bơ người ta, thả ta ra. Hên quá, bắt được ngay một con chim béo mấp. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơ người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này chẳng khổ ta. Ta sẽ ăn hiểu một nữa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ích hơn đi chứ. Như hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn này Đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nghe. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con, việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Bực thiệt, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận, có tôi xuống. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Này Vun, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn lo ái là sao? À, tôi đang mừng việc anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em đồng loạt tấn công.
không? Ông trộm mục tiêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn, dở ẹt. Tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Đồng hành, rác quá. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở đất lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Jun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung dung chưa xuất sắc, đã làm cho tên hắc dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Do con ham chơi quá, không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chơi su su em của con rồi. Con không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu, trả lời chơi và diễn tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại, đóm. Mẹ không có thương mình gì hết á, mình không muốn ở nhà nữa đâu. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con để muốn nó học tốt hơn thôi, mà ai ngờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ. Khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nó này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi. Để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe, đốm của ba mau hết bệnh nghe con. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà, tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ ơi, Đâm, Đâm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lâm sạc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây.
chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chị đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mời? Các bạn cũng mang chị đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng. Đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây. Ta thích đốn thì đốn. Có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao. Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này để khác mọc lên thôi. Cảnh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Không biết ông trời giận ai mà mưa tối ngày hả? Thì giận con người tàn phá thiên nhiên chứ còn ai nữa. Mưa như vậy thành phố ngập nặng cho mà coi nè. Trời mưa nữa rồi, chán quá à. Mẹ ơi, có gì bóng bóng mưa quá mẹ. Mẹ ra đây xem nè. Mỗi lần trời mưa là em lại nhớ lại câu hát ru của mẹ anh nè. Trời mưa bóng bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Còn anh thì nhớ được tấm mưa thỏa thích với anh heo sữa nè, rồi chị thỏ hồng, vui ơi là vui luôn. Nè, các bạn bóng bóng, các bạn đi đâu vậy? Tụi mình đi chảy hội đó đớm. Đớm cũng đi gặp mưa rơi rơi trên khóm lá xanh. Mình được sinh ra và tan rất nhanh nên mình thấy luôn vui vẻ. Mưa rơi rơi từng con suối nhỏ, em khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Hay thiệt chứ. Cái bài nghe múa đẹp quá à. Em khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Chào bông bông, mình rất thật vui.